Yêu nhau chẳng ngại xa gần, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, và cô dâu Kim Hồng và chú rể Trọng Nhân đã nên nghĩa phu thê. Niềm vui và niềm hạnh phúc là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Hôm nay thì Tân Lan và Tân Nương đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Xin chúc cho Tân Lan và Tân Nương được trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Vâng, xin chúc anh chị được hạnh phúc ạ. Thì ngày hôm nay là ngày vui và ngày hạnh phúc của chị, thì chị có điều gì muốn nói không ạ? Chị giờ chị biết cảm ơn em. Cảm ơn em hả? Rồi thôi em cảm ơn và chúc chị anh chị hạnh phúc nha. Rồi cảm ơn. Dạ.
mình nha. Vũng Tàu. Ôi bột. Con đi không? Ôi. Con đâu đi Vũng Tàu, con nhà con làm lúa mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.